Emotional Productions. Con trai mày không còn khóc mama, giọt lệ bây giờ đã khô trên má. Những cái điều làm con phát dồ lên là thằng mà lôn nó tự nhận mình là Phật về chùa. Đem mẹ ra đi, trong mắt tao mà đéo là gì. Bồ đà, bù đà, tao cũng hút cả bù xa cả chết. Tao viết có nghĩa là tao đéo thi. Tao nhắm đôi mắt, chặn đôi tay, đéo phải vì mày mà chỉ vì cô nhân. Tao vẫn đéo tin vào số phận, thắp nén đường chậm khỏi bay cái xe. Mặt dề dặt của tiếng là gần cố ngăn, dấu lệ vẫn cứ rơi. Cắt bụi trở về cắt bụi, đó là dòng đời sẽ chẳng bao giờ như mình mong đợi. Nhìn lại cầu son, con biết đâu đó mẹ vẫn mãi bên con. Đâu đó mẹ vẫn mãi bên con.